Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ 7 ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, sa trung thổ, ngày Đinh Tỵ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sa trung thổ, kỷ tuổi, Tân Hợi, Quý Hợi, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân và tuyệt Tý. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ, Quý Mùi. Tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức, tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức, tốt mọi việc, kỵ Tố Tụng, sao Ngũ Phú, tốt mọi việc, sao Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Về sao xấu trong ngày cũng có như sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Huyền Vũ, kỵ an táng, sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng chính Nam và Tài Thần, hướng chính Đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 7 ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 7 ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý thể hiện quyết tâm và mong muốn làm giàu của mình. Dù còn nhiều khó khăn ngáng trở bạn, nhưng với bạn tuổi Tý không muốn từ bỏ một cách dễ dàng. Với bạn tuổi Tý có được sự kiên trì của mình thì cuối cùng bạn sẽ làm được điều mình mong muốn, tài lộc cũng sẽ dần được khởi sắc hơn, tiền bạc đổ về túi, tuy chưa quá nhiều với bạn nhưng cũng đủ để cho bản mệnh trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày họa thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý đang có sự cô đơn trong chuyện tình cảm. Và bạn tuổi Tý, bạn cần phải tìm cho mình một nơi để dựa vào, đơn giản chỉ là để cho tinh thần của mình được thoải mái hơn, có người chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tình cảm không như ý, dễ xảy ra xung khắc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, tiền bạc được dồi dào nhờ biết chọn đúng thời cơ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa cần chủ động và quyết đoán hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, đừng có mà ỷ lại vào người khác quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, ai cũng cần có chính kiến riêng của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Sửu á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên bạn đang có được cái vận quý nhân dẫn đường cho bạn tìm thấy được tình yêu thuộc về riêng mình. Và với bạn tuổi Sửu, bạn mệnh không cần phải thể hiện những gì hoa mỹ, bởi chỉ đơn giản là bản thân bạn đủ để gây ấn tượng là được. Với bạn tuổi Sửu, bạn nên lắng nghe trái tim mình để không lỡ nhịp với người mình yêu thương. Bạn hãy bật đèn xanh để cho người ấy biết rằng bạn cũng quan tâm tới đối phương, chứ đừng chỉ đơn giản là lặng lặng đón nhận tình cảm của người ta. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có nguy cơ bị lừa gạt, mất tiền hao của, và bạn tuổi Sửu có thể không thực sự tỉnh táo, cũng không quyết đoán để những lời mời của những kẻ tiểu nhân đang có ý định dụ dỗ bạn không tốt. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tình duyên khởi sắc, dễ tìm thấy được tình yêu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, cần phải hiểu rõ về bản thân mình hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, đừng có tham cái lợi trước mắt mà tự hại mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, cần phải có trái tim yêu thương. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang có điểm báo gặp nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm của mình. Và ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên, với bạn tuổi Dần, bạn đang thiếu đi tiếng nói chung và dễ để xảy ra những mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Và với bạn tuổi Dần, bạn cũng cần phải thẳng thắn tâm sự và chia sẻ những nỗi niềm với người mình yêu thương. Có những chuyện chẳng thể nào diễn ra như đúng ý của mình, nhưng cũng đừng để cho bản thân của mình phải chịu nhiều ấm ức không đáng. Đối với những bạn đang còn độc thân trong ngày này thì cần phải nghĩ thoáng ra và nhìn vào những tấm gương hạnh phúc, thay vì chỉ nhìn vào sự đổ vỡ và lo lắng không dám bước chân tới ngưỡng cửa của tình yêu. Và bạn chẳng thể nào biết hết được mọi chuyện trong tương lai, vì vậy bạn hãy cứ tin vào cuộc sống của mình. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, tình yêu chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, dễ bị tổn thương, bị phản bội trong tình yêu. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc, chớ có cho rằng mọi suy nghĩ của mình đều là đúng đắn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, cần phải nghĩ thoáng hơn, đừng có tiêu cực bi quan quá mức. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên cái nguồn tài lộc của bà tuổi Mão trong ngày hôm nay dường như đang chui hết vào túi của bạn. Bản mệnh tuổi Mão dễ dàng tìm được cơ hội để phát triển con đường kinh doanh, buôn bán của mình mà không cần phải đi đường vòng, cũng không mất quá nhiều thời gian với bạn. Và với bạn tuổi Mão, bạn vốn là người nhanh nhạy, lanh lẹ với những biến chuyện mới mẻ, thế nên cũng chẳng có gì là lạ khi mà bạn thấy trước được thời cơ khi những người khác còn chưa kịp thấy hay là đang còn chần chừ do dự. Vì vậy, bạn tuổi Mão, bạn phải cần cố gắng để phát huy cái điều này hơn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ Bảy này đối với bà tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn, bạn lại chẳng làm được cho người ấy hài lòng, tán thưởng, thậm chí còn bị người ấy chê bai, mỉa mai nữa. Tổn thương là điều khó tránh khỏi với bạn và dường như bạn đang đi sai đường hạnh phúc. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tiền bạc ùn ùn đổ về túi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, tình cảm không đi theo quỹ đạo. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, chán nản và buồn bã vì những chuyện không đâu. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, cần phải tập trung sức lực để kiếm tiền. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, việc kinh doanh buôn bán với bạn rất phát đạt. Và đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thìn sẽ cần tới sự giúp đỡ của người thân trong thời gian tới khi mà quyết định của bạn đi đến hôn nhân khá chi là gấp gáp và chẳng thể một mình lo liệu được mọi chuyện. Trong ngày này với bà tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có họa dưỡng cho thổ. Con đường tình duyên của bạn cực kỳ là vượng sắc, cũng chẳng có gì là lạ nếu như với bà tuổi Thìn nhanh chóng tính tới chuyện hôn nhân sau một thời gian yêu đương tìm hiểu vừa rồi. Bạn tuổi Thìn quan niệm chẳng có gì là sớm hay là muộn, chỉ có đúng lúc mà thôi. Và với bà tuổi Thìn thì giờ chính là lúc để hai người tính tới chuyện về chung một nhà. Bởi thực sự bạn chẳng thể nào chờ đợi đến lần hẹn hò tiếp theo nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tình duyên thắm sắc, dễ có được người thương. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, đào hoa nở rộ, nhân duyên tăng tín. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, đừng có ngại làm theo trái tim mình mách bảo. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, có thể bình tâm để suy ngẫm thêm. Về đánh giá của bà tuổi Thìn trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang có được báo hiệu không cần phải lo lắng quá nhiều về con đường tài lộc của mình, khi mà bạn đang có được ngày có chính tài trợ mệnh. Mặc dù có không ít việc phải chi tiêu, nhưng dường như với bạn tuổi Tỵ đang có được thu nhập ổn định, cho nên bạn mệnh cũng có thể yên tâm phần nào với mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này, đối với bà tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Tỵ đang khá chi là nóng nảy và có thể sẽ nói ra những lời gây tổn thương tới người mình yêu. Và chuyện chẳng có gì nhưng không kiềm chế được bản thân mình. Vì vậy với bà tuổi Tỵ đang có điểm báo mắc lỗi lớn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Tỵ trong ngày này cũng cần phải mạnh dạn đứng ra để nhận lỗi về mình, đừng có cố chấp giấu đi cái sai của mình nếu như bạn còn muốn giữ hạnh phúc cho bản thân mình. Đâu phải ai cũng có được cơ hội chạm tay vào hạnh phúc giống như bạn. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tính tình nóng nảy, dễ gây họa vào thân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình cảm bị tổn thương, buồn bã khôn nguôi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tài chính vượng vàng, được đảm bảo. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, cần phải biết sai thì nhận sai chứ đừng có đội lỗi cho người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, tiền bạc chi tiêu thoải mái, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày Tỵ Ngọ tương hội, cho nên bà tuổi Ngọ trải qua một ngày khá chi là rực rỡ, chẳng những về con đường tình duyên của bạn mà cả về con đường tài lộc của bạn cũng rất chi là tốt. Bạn mệnh có được may mắn quanh mình luôn. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy thử tham gia thêm các hoạt động xã hội. Biết đâu qua đó bạn có thể tìm thêm được cho mình các mối quan hệ mới, cũng từ đó mà tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Trong ngày này, với bà tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có thiên tài tiếp sức, cho nên cái chuyện kiếm tiền với bà tuổi Ngọ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi mà may mắn đang nằm ở phía bạn. Và với bạn tuổi Ngọ có kế hoạch nào ấp ủ bấy lâu thì hãy mau chóng chớp lấy thời cơ mà tiến hành ngay đi. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, đào hoa trợ vận, duyên phận tới tấp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, kiếm tiền dễ dàng nhờ sự may mắn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, tình yêu đến nhanh chóng và bất ngờ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, đừng có để cho quá khứ khiến cho mình chùn bước. Về đánh giá của bà tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có quý nhân tam hội giúp đỡ, cho nên giúp cho bạn tháo gỡ được những khúc mắc hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Người ấy sẽ đi hiểu được dụng tâm sâu sắc của bạn. Và với bà tuổi Mùi, bạn mệnh đừng quá căng thẳng, mình làm chuyện tốt, chuyện đúng thì sớm muộn gì người ấy cũng sẽ hiểu cho mình thôi. Chỉ cần bạn bình tĩnh thì mọi chuyện cũng có thể giải quyết được. và hơn thế nữa, đây còn là với người mà bạn yêu thương. Trong ngày này, với bà tuổi Mùi, bà lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh là hung thần đe dọa tới túi tiền của bạn. Và với bà tuổi Mùi, đang có điểm báo về những bất ngờ phát sinh khiến cho cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn không được thuận lợi, không được như ý muốn, tiền bạc tới tay rồi lại bị tiểu nhân lấy mất. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, hiểu lầm nào rồi cũng sẽ qua. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, cần giải tỏa căng thẳng cho bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, kinh doanh buôn bán bất lợi vô cùng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, tình cảm phát triển nhanh chóng. Về đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bà tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày Thân Tỵ nhị hợp, cho nên con đường tình duyên của bà tuổi Thân trong ngày hôm nay khá chi là vượng, đào hoa khuya sắc, bạn mệnh sẽ có được cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình yêu thương. Và chỉ cần với bà tuổi Thân, bạn cố gắng thì sự chân thành của bạn sẽ khiến cho đối phương rung động. Với bà tuổi Thân, những bạn đã có gia đình riêng rồi thì hãy dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình. Cùng nhau chuẩn bị sắm chút đồ Tết cũng rất chi là vui, còn khiến cho tình cảm gia đình thêm phần gắn kết hơn nữa. Các cặp đôi cũng hãy bình tĩnh để giải quyết những vấn đề trước mắt. Ai cũng có cái lý do riêng của mình, nhưng bạn hãy thử lĩnh tâm để lắng nghe đối phương giải thích nhé. Có khi tất cả chỉ là vì muốn tốt cho bạn của mình mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy nên bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, đừng có rụt rè, thiếu sự tự tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ nên dành thêm thời gian cho người thân yêu. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, đừng có tích chút công sức để người ấy được vui. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, cần phải hiểu được việc mình đang làm là gì. Về đánh giá của bà tuổi Thân trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang có được báo hiệu cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là tốt đẹp. Và thật may khi với bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có tam hợp cục chia chở, làm thỏa mãn được những ước muốn của bạn khi mang đến cho bạn có được chân mệnh thiên tử. Nhiều người có thể nói rằng với bà tuổi Dậu quyết định quá nhanh chóng, choáng váng, vội vàng, nhưng bản thân của bạn hiểu được mình đang làm gì và bạn tin vào lựa chọn của mình và cũng ước vọng về hạnh phúc lâu bền nữa. Trong ngày này với bà tuổi Dậu, bạn đừng vội từ bỏ hy vọng, bạn hãy tự mở lòng mình ra, xem xét những mối quan hệ xung quanh mình, đừng khắt khe quá mức với bản thân mình, bởi ai cũng sẽ có khuyết điểm và bạn cũng chớ có tìm người hoàn hảo để yêu. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy nên cố gắng xoay chuyển tình thế. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, tình yêu sẽ đến như mong đợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, cần phải chuẩn bị tinh thần đón những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, trở nên lo ngại về tương lai chưa tới. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình. Về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh, sẽ mang lại cho bà tuổi Tuất có được nhiều cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc lứa đôi khi mà bạn tưởng chừng như đã không còn cơ hội nữa. Và với bà tuổi Tuất, bạn mệnh xứng đáng để gặp được người tốt, người có thể hiểu và yêu thương mình thật lòng. Chớ có nên tự ti quá mức, bạn cần phải chủ động để theo đuổi người mình thầm thương trộm nhớ và bày tỏ tình cảm của mình khi đã chín mồi. Còn đối với các cặp vợ chồng thì hôm nay hãy thử tổ chức các hoạt động chung của cả gia đình để hâm nóng lại bầu không khí gia đình. Tết cũng đã đến gần rồi, có lẽ chúng ta cũng nên mua sắm, dọn dẹp dần đi thôi. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc Hỏa, tình duyên như ý, có được người mình yêu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc Thổ, cần hâm nóng tình cảm gia đình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc Mộc, hãy nhớ về những người mình yêu thương. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim, đừng có để cho tình yêu dễ dàng phai nhạt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy, đừng có từ bỏ khi chưa bắt đầu. Về đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên với bà tuổi Hợi đang có điểm báo rất có thể sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi đối xử thiếu công bằng với người thân yêu của mình. Và với bà tuổi Hợi, bạn nhẹ nhàng với người ngoài nhưng lại gắt gỏng với những người thân. Có thể với bà tuổi Hợi đang có những áp lực trong cuộc sống khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng hãy cố gắng để cất hết những gánh nặng đó đi trước khi bước chân vào cánh cửa của nhà mình. Đừng có để cho người thân của mình phải chịu ấm ức, khó chịu. Ngày này đối với bà tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên bạn cũng đang có điểm báo có sự mất mát, tổn hại về tiền bạc. Vì vậy với bà tuổi Hợi, bạn cần phải cố gắng hết sức để tránh thiệt hại. Nhưng việc kinh doanh với bạn thất bát là điều khó có thể tránh được trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc Hỏa, cần phải hiểu và biết điểm dừng đúng lúc, đúng chỗ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ, tiền bạc bị tổn hao, dễ mất mát vì thiếu cẩn trọng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc Mộc, chịu nhiều áp lực, gây căng thẳng với mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim, dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu kiềm chế cảm xúc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy, tiền nong túng thiếu, dễ phải đi vay mượn. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.